Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán doanh nghiệp sản xuất cơ khí của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đối với đặc thù của mảng kế toán doanh nghiệp sản xuất cơ khí là doanh nghiệp sản xuất các thiết bị kim khí bao gồm bu lông ốc vít, que hàn, đá mài và các máy móc cơ khí, linh kiện chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài. Quá trình sẽ song song đi vào hai giai đoạn sản xuất và sau đó mang các sản phẩm này đi lắp đặt vào các công trình cơ khí. Đòi hỏi công việc của một kế toán mảng sản xuất cơ khí phải xác định được đúng chuẩn theo hệ thống quy trình sản xuất ra sao và cách hạch toán ngoại tệ, thiết lập chính sách giá bán như thế nào để hoàn thiện các báo cáo chi tiết. Hãy cùng kế toán Việt Hưng đi vào các nội dung của khóa học. Mảng sản xuất cơ khí sẽ được chia làm 3 nội dung. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, nội dung thứ hai liên quan đến hóa đơn phát sinh chứng từ trong kỳ và nội dung thứ ba liên quan đến báo cáo cuối kỳ. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ sẽ hướng dẫn thực hiện việc thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khoa học và có hệ thống, giải thích các chỉ số trên số dư của cuối năm, cần phải lưu ý những gì đối với công ty sản xuất cơ khí. Ở nội dung thứ hai sẽ đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ. Các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế, bao gồm các nội dung liên quan đến mua nguyên vật liệu, mua công cụ, hạch toán đối với mua tài sản, thanh lý tài sản, các nội dung liên quan đến trích lương, trích bảo hiểm xã hội và kiểm tra lại các số liệu trước khi thực hiện việc tính giá thành, thực hiện việc lên tờ khai. Các nội dung trong các khóa học liên quan đến các chứng từ phát sinh sẽ hướng dẫn chi tiết các tình huống cụ thể thực tế mà các doanh nghiệp đang diễn ra, các hướng xử lý đối với các trường hợp đó, những khó khăn hay gặp phải đối với công ty sản xuất cơ khí, lựa chọn cách tính giá thành phù hợp đối với từng mảng của bộ phận sản xuất và bộ phận lắp đặt, hướng dẫn cách sửa lỗi sai, kiểm tra đúng sai trong quá trình tính giá thành, kiểm tra lại và đối chiếu lại các mã công trình lắp đặt hoàn thành về cơ khí, hướng dẫn thực hiện việc lên tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý cần phải nộp. Ở nội dung cuối kỳ hướng dẫn toàn bộ các bước, kiểm tra lại các số liệu, tỷ trọng trên báo cáo, cân đối các số liệu trước khi nộp, hướng dẫn thực hiện in sổ sách và kết xuất lưu nội bộ và kinh nghiệm thanh tra quyết toán đối với công ty sản xuất cơ khí. Đó là các nội dung chính khi mà các bạn tham gia vào khóa học trong công ty sản xuất cơ khí. Trong giáo trình của kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức học phù hợp, bao gồm khóa tự học, lớp học tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt là toàn bộ các chứng từ, hóa đơn các bạn sẽ được học trên giáo trình online trên trang web riêng ketoanviethung.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn cụ thể, chi tiết về các nghiệp vụ, cách hạch toán trên phần mềm kế toán MISA. Các bạn có thể nghe và xem lại kiến thức trên giáo trình online bất cứ lúc nào. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học mảng nhà hàng khách sạn chuyên sâu bằng cách liên hệ đến số hotline 0988680223.